Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC. Thưa quý vị, Nhật cho hay là tiến trình cho phép khởi động lại các nhà máy hạt nhân tại nước này có thể sẽ chưa được thực hiện trong vài năm tới sau sự cố thảm họa tại Fukushima năm 2011. Chủ tịch Cơ quan Kiểm soát Hạt nhân Nhật Bản NRA, ông Toyoshi Fukuda, nhận định Nhật Bản sẽ khó hoàn thành mục tiêu năm 2030, điện hạt nhân chiếm 1/5 nhu cầu điện toàn quốc. Lý do là NRA chưa có kế hoạch cho khởi động lại các nhà máy hạt nhân đã đóng cửa sau sự cố Fukushima hồi năm 2011. Cơ quan Kiểm soát Hạt nhân Nhật Bản NRA đã được thành lập một năm sau đó, đã đưa ra các tiêu chuẩn ngặt nghèo hơn đối với ngành công nghiệp hạt nhân của quốc gia này. Cho đến nay thì 12 lò hạt nhân của 6 nhà máy đã bị đóng cửa, hầu như đã đáp ứng đủ các yêu cầu an toàn của NRA đưa ra. Tuy nhiên, chỉ mới có 4 lò đã tái khởi động. Mặc dù chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật kiểm tra hạt nhân, nhưng nhiều nhà máy nằm ở bờ biển phía đông Nhật Bản có những nguy cơ chịu tác động bởi thiên tai địch họa. Cho nên, tiến trình kiểm tra để tái khởi động ở đó sẽ phải chậm hơn và xem xét từng trường hợp một. 12 lò hạt nhân đã được phê chuẩn nằm phía tây Nhật Bản và không có lò nào nằm ở khu vực phía đông bờ biển Nhật Bản, nơi nhà máy Fukushima Daiichi bị nổ hồi năm 2011. Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO quyết định sẽ gửi thêm 3.000 quân tới Afghanistan cho những chương trình huấn luyện và trợ giúp quân đội nước chủ nhà. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, đã công bố kế hoạch gửi 3.000 quân đến Afghanistan trong cuộc họp báo tại Brussels hôm thứ Ba, một ngày trước khi buổi họp chính thức của khối này diễn ra. Ông Stoltenberg cho biết hơn phân nửa số quân này sẽ đến từ Mỹ và phần lớn còn lại đến từ các quốc gia thành viên của NATO. 3.000 binh lính này sẽ không tham chiến mà chỉ phục vụ cho các hoạt động huấn luyện kỹ thuật cho quân đội Afghanistan. Như vậy, nếu triển khai thêm 3.000 quân, thì số binh lính NATO đồn trú tại Afghanistan sẽ lên đến con số là 16.000 quân. Theo nghị trình, thì cuộc họp của NATO sẽ bàn về những thay đổi trong việc chỉ huy quân đội và quan trọng nhất là kế hoạch đối phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Liên quan đến vụ Paradise Papers, hãng công nghệ Apple của Mỹ tuyên bố không có một hoạt động nào của họ tại Ireland được chuyển đến đảo Jersey để trốn thuế. Trong một thông báo hôm thứ Hai ngày 6 tháng 11, thì Apple cho biết đã nộp hàng tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho chính phủ Mỹ, theo đúng khung thuế doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài là 35%. Phản ứng của Apple xảy ra sau khi tài liệu về Paradise Papers tiết lộ, Apple đã chuyển phần lớn các hồ sơ kinh doanh sang đảo quốc Jersey, nằm giữa Anh và Pháp, để hưởng mức thuế thấp. Tôi không hay ho gì khi Jersey bị đề cập đến như một trong những thiên đường trốn thuế trên thế giới, đặc biệt là khi chúng tôi đạt được những phát triển vượt bậc trong những năm qua. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để được các tổ chức uy tín như OECD hay IMF đánh giá cao. Hồi tháng 10, thì Apple cũng đã trả lời những chất vấn từ phía Hội các nhà báo điều tra ICIJ về những cáo buộc sau khi Ireland thay đổi khung thuế doanh nghiệp vào năm 2015. Apple đã bắt đầu chuyển các bộ phận chính của mình sang các quốc tịch Mỹ và châu Âu, sang quốc tịch đảo quốc Jersey. Theo Apple thì những thay đổi đó không nhằm để trốn thuế ở bất kỳ quốc gia nào. Họ cho hay công ty này là người nộp thuế nhiều nhất trên thế giới, lên đến 35 tỷ đô la trong 3 năm qua. Thưa quý vị, hiện có nhiều nhà đầu tư mong muốn có được sở hữu quỹ đất vàng của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc được chỉ định làm chủ đầu tư cho các dự án xây dựng và chuyển giao, gọi tắt là BT. Tuy nhiên, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định quỹ đất đẹp phải được đưa ra đấu giá chứ không thể đổi ngang để lấy hạ tầng. Thông tin được đưa ra tại hội nghị về cơ chế thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư được tổ chức mới đây. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, toàn thành phố có 22 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư BBB. Tổng giá trị của 22 dự án này lên đến gần 70.000 tỷ. Trong số này thì có đến 18 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT xây dựng và chuyển giao, với tổng vốn đầu tư hơn 59.200 tỷ đồng. Theo đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong thời gian tới, số dự án theo hình thức xã hội hóa này sẽ ngày càng nhiều. Bởi theo hoạch định từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến 850.000 tỷ đồng cho đầu tư, nhưng vốn đối ứng của thành phố chỉ đáp ứng được có 20%. Thời gian vừa qua thì cái mô hình BT đã đạt được những cái kết quả tích cực và bước đầu góp phần cùng thành phố và cả nước để giải quyết những vấn đề về hạ tầng đô thị, giải quyết những cái bức xúc, những cái điểm nghẽn của thành phố. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hình thức đầu tư BT cũng đã bộc lộ những bất cập và mặt trái của nó. Trong những bất cập đó, đại diện Sở Giao thông Vận tải chỉ ra vấn đề về quy trình thủ tục thực hiện dự án BT. Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở, việc thực hiện các dự án BT tại Thành phố Hồ Chí Minh trước nay đều có những cái vận dụng riêng,
hay nói nôm na là không đúng quy định. Vừa rồi thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm đó. Nếu không lách thì ông cho rằng thành phố đã không thực hiện được dự án nào theo hình thức BT. Vậy bây giờ muốn làm vành đai 2 trong khi đất tại đó chưa giải phóng mặt bằng, thành phố không có tiền thì làm kiểu gì? Đấy, thì trong trường hợp bây giờ nhà đầu tư ta đề xuất là bây giờ tôi sẽ vào tôi bỏ tiền để thành phố giải phóng bằng tính theo cái lãi suất của ngân hàng, rồi tôi sẽ xây dựng trước, rồi trong quá trình đó rồi tính lãi chờ, rồi thành phố song song kiếm đất chúng tôi thì đương nhiên là chúng ta có lựa chọn là được chứ. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi cái nhà đầu tư cũng chấp nhận thành phố cũng sẽ có đường, cầu đường Bình Tiên cũng thế. Nhưng mà quá trình làm thực hiện thì như tôi nói là nó không đúng theo cái quy định nào giống như hiện nay mình làm. Không những vướng về thủ tục, đại diện của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để được ký kết một hợp đồng BT, các nhà đầu tư cần phải ít nhất là 6 lần phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền, bao gồm phê duyệt danh mục công bố đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. Theo kinh nghiệm tại quận này, một nhà đầu tư thường mất đến 2 năm để hoàn thành đủ các thủ tục cần thiết cho một dự án BT. Tuy nhiên, bất cập lớn nhất của dự án BT và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là tính công khai minh bạch của nó. Theo quy định hiện hành, dự án BT là hình thức nhà đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật, dự án giao thông hoặc là chỉnh trang đô thị cho nhà nước, và nhà nước sẽ thanh toán lại bằng quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, hay nói nôm na là hình thức dùng đất để đổi hạ tầng. Vấn đề là đa phần các dự án BT hiện nay đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Theo đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hình thức này tạo điều kiện cho nhà đầu tư hưởng lợi hai lần, bởi nhà đầu tư vừa là đơn vị dự toán chi phí đầu tư công trình, vừa là đơn vị đưa ra mức định giá khu đất dùng để thanh toán. Hệ quả của cái việc thực hiện phổ biến hình thức chỉ định thầu kiêm chỉ định nhà đầu tư này thì giảm đi cái tính minh bạch, tính công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh của môi trường kinh doanh và tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, có thể gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Vì dự toán công trình nếu không được thẩm định chặt chẽ có thể bị nhà thầu nâng cao hơn giá trị thực. Đồng thời nguồn đất đối ứng trả cho nhà thầu cũng là tài sản công, cũng là tiền ngân sách thì có thể bị trị giá thấp đi, gây quan ngại cho xã hội. Do đó hiệp hội này đã kiến nghị cơ quan quản lý cần hạn chế tối đa hình thức chỉ định thầu với các dự án đầu tư theo hình thức BT. Thay vào đó, nhà nước nên thực hiện phổ biến hình thức đấu giá công khai, đấu thầu rộng rãi để tạo ra minh bạch trên thị trường. Trước ý kiến của các đại biểu tại hội nghị trao đổi về quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT và các giải pháp tạo quỹ đất, nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, đại diện của vụ pháp chế Bộ Kế hoạch Đầu tư thừa nhận các quy trình về thủ tục hiện tại là quá phức tạp. Bản thân Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng từng gặp lúng túng khi kêu gọi đầu tư một dự án BT. Bản thân tôi là người trước đây viết ra Nghị định 15, nhưng cũng phải nói rất thật là khi mà hướng dẫn thì nghe có vẻ rất là đơn giản. Nhưng mà khi đặt mình vào cái vai mà quả thực là Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng có một vài dự án BT, thì khi chúng tôi đóng cái vai là người thực hiện thì quả thực thấy cũng vô cùng lúng túng, mà chưa chắc đã bằng các đồng chí ở đây. Ở đây tôi không kể ra cái kinh nghiệm là không thành công, nhưng mà chúng tôi nói rằng là lúng túng vô cùng với cả những cái quyết định mà chính chúng tôi đã đề xuất ra. Riêng những lo ngại về việc thất thoát tài sản nhà nước trong việc chỉ định thầu với hình thức BT, đại diện của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận ra rủi ro này. Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định hiện thành phố có những quỹ đất rất được các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, chủ trương của thành phố là đất đẹp thì phải đấu giá chứ không được chỉ định thầu. Tức là những mảnh đất hiện nay ở vùng lõi của trung tâm Thủ Thiêm, thành phố đã bỏ tiền giải phóng rồi, thì rất nhiều các nhà đầu tư hiện nay là muốn BT cho này. Nhưng mà quan điểm của tôi với tư cách là trưởng ban chỉ đạo Thủ Thiêm, tôi đề nghị là phải đấu giá, không có BT cho này. Có thể là các nhà đầu tư rất là theo đuổi cái việc này thì rất là buồn. Nhưng mà chấp nhận phải cái đó phải rõ ràng. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để gỡ khó cho các địa phương trong việc vận dụng hình thức BT để xây dựng hạ tầng, vụ pháp chế cho biết là Bộ đang tiến hành soạn thảo nghị định thay thế cho nghị định số 15 hiện nay. Tinh thần của nghị định này cũng sẽ là chuyển từ hình thức đổi đất lấy hạ tầng sang đổi tiền lấy hạ tầng, hoặc là xa hơn là đổi tiền lấy tiền. Thì để cụ thể, thì đối với công trình BT, thì trong dự thảo nghị định 15 sửa đổi bổ sung ý, chúng tôi có đưa ra một số cái cơ chế. Thứ nhất là trước khi lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện cái dự án BT ấy, thì cái dự toán, cái thiết kế mà để mà làm ra cái dự toán của cái công trình đó
là phải được làm rõ mà phê duyệt xong rồi thì lúc đấy mới có thể triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Trước mắt thì Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố hoàn chỉnh quy định quản lý đầu tư theo hình thức BT, theo hướng tăng cường công khai minh bạch, xác định rõ trách nhiệm nhà nước của các cấp trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng được giao rà soát lại hoàn chỉnh các chính sách xã hội hóa đầu tư nhằm tạo ra hành lang pháp lý đủ cho các nhà đầu tư tham gia hợp tác phát triển hạ tầng của cùng nhà nước. Chứng khoán hai sàn niêm yết bứt phá mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 8 tháng 11. Chỉ số VN Index đã tăng gần 10 điểm với lực đẩy từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN Index tiếp tục tăng tốc khi bước vào đầu phiên. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinamilk, Vincom, Gas vẫn đang hỗ trợ tốt cho thị trường. Mặc dù vậy thì giao dịch trên sàn vẫn thiếu tính bứt phá với tâm lý dè chừng của nhà đầu tư. Chuyển sang phiên chiều thì sắc xanh tiếp tục duy trì vững chắc trên thị trường. Càng về cuối phiên thì chỉ số lại càng gia tốc tăng mạnh hơn. Cầu vào tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vincom, Vinamilk, Gas đã giúp cho thị trường diễn biến vô cùng tích cực. Với cổ phiếu VRE, lượng dư mua tiếp tục chất đóng ở mức trần nhưng bên bán vẫn trống trải. Khép phiên thì VN Index bật tăng đến 10 điểm, lên mốc 859,7 điểm. Thanh khoản đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương trên 170 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội dao động hẹp vào đầu phiên, nhưng lại tăng tốc mạnh dần về cuối phiên giao dịch. Sắc xanh tại nhiều cổ phiếu chủ chốt, hỗ trợ đà tăng của thị trường. Chốt phiên thì HNX Index tăng 0,87%, đạt 105,74 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ ở mức 44 triệu đơn vị, ứng với hơn 510 tỷ đồng. Trong khi đó, thì phần lớn các chỉ số chính trên phố Wall đều đổi chiều giảm điểm khi kết phiên giao dịch ngày 7 tháng 11. Duy nhất là chỉ có chỉ số Dow Jones giữ được sắc xanh cho tới cuối phiên. Kết phiên chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,04%, chỉ số S&P và Nasdaq đều giảm điểm lần lượt là 0,02 và 0,27%. Trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 11, cổ phiếu công ty truyền thông Discovery tăng 1,3% và là cổ phiếu có sức thể hiện tốt nhất trong rổ chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của CSB tăng 1,14%. Cổ phiếu của hãng Disney cũng tìm được sắc xanh khi kết phiên giao dịch tăng 1%. Đây cũng là chỉ số có sức thể hiện tốt nhất trong rổ chỉ số Dow Jones. Phiên giao dịch ngày 7 tháng 11 cũng là phiên khiến nhiều nhà đầu tư hồi hộp với thương vụ Disney muốn mua lại phần lớn hãng phim 21st Century Fox. Tuy nhiên, hiện tại cả hai phía vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Trái ngược với xu thế tăng của cổ phiếu lĩnh vực truyền thông, thì các lĩnh vực khác có xu hướng tăng giảm đang xen. Báo cáo kinh doanh lạc quan của nhiều tập đoàn cùng với dữ liệu kinh tế đầy lạc quan và tương lai hệ thống mã thuế của Mỹ sẽ thay đổi đã phần nào làm yên lòng các nhà đầu tư phố Wall, khiến cho thị trường chứng khoán có được đà tăng cao hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức. Còn tại thị trường chứng khoán châu Á thì ngược chiều với diễn biến của phố Wall đêm hôm trước, phần lớn chỉ số chính trên thị trường đã tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 11. Hiện thì giới đầu tư châu Á đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế Trung Quốc mới được công bố, đồng thời tập trung vào những hoạt động từ chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Kết phiên giao dịch ngày 8 tháng 11, trong số 4 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Á, chỉ có duy nhất chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm điểm, giảm 0,1%. Các chỉ số còn lại, chỉ số ADX 200, Shanghai, Kospi, lần lượt tăng điểm là 0,03, 0,04 và 0,27%. Đóng góp lớn vào đà tăng điểm của chỉ số Kospi là cổ phiếu lĩnh vực sản xuất chip, sản xuất ô tô và sản xuất laptop. Chẳng hạn như cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,18%, cổ phiếu của SK Hynix tăng 0,97%. Cổ phiếu của lĩnh vực tài chính là cổ phiếu giúp chỉ số ADX 200 giữ được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch, kết phiên tăng 0,64%. Tại Úc thì ngay sau khi ngân hàng Commonwealth công bố báo cáo lợi nhuận trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9, đạt 2,14 tỷ đô la Mỹ, lượng tiền mặt trong quý 3 cũng tăng 6%, đạt 2,03 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu Commonwealth tăng 2,65% sau khi kết thúc phiên giao dịch. Đây cũng là cổ phiếu có mức thể hiện tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng trong phiên ngày 8 tháng 11. Hiện tại thì giới đầu tư đang tiếp tục xem xét những yếu tố tích cực từ báo cáo dữ liệu kinh tế mới công bố của Trung Quốc. Đồng thời, chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trở thành tâm điểm quan tâm của giới đầu tư trong tuần này. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin FBNC với những thông tin đáng chú ý sau. Quốc vụ Khanh Pháp sẽ dẫn đoàn hơn 100 doanh nghiệp tham dự Việt Nam Food Expo năm 2017. Triển lãm Việt Water 2017 chính thức được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.